Đây là hộp trang điểm của mình, có đủ những dụng cụ trong này luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng kháng nhiệt ướt hoặc là bông tẩy trang để có thể làm sạch da mặt. Nếu như dùng khăn ướt thì các bạn không nên dùng có mùi hoặc là có màu nha. Chúng ta sẽ làm sạch da mặt của chúng ta để có thể trang điểm dễ dàng hơn. Vô kem nền lên để căng chỗ của bề mặt nha. Điểm thứ nhất chính là điểm trên trán. Các bạn nhớ là phải đánh từ trên xuống dưới, không được để từ dưới lên trên nha. Không bao giờ làm phiền của mẹ đâu mấy bạn ạ. Mình tự trang điểm, tuy mình trang điểm xấu nhưng có thể mọi người sẽ có thể khen mình đấy. Đặc biệt khi mà đắp kem nền này thì chúng ta sẽ đắp phía dưới mắt để cho chúng ta không bị đen nha mấy bạn. Mình đã trang điểm xong phần kem nền rồi. Vậy bước thứ ba mình sẽ đắp kem baby. Kem này chỉ dùng cho con nít không nha mấy bạn. Nếu như chúng ta dùng cho người lớn thì da chúng ta sẽ bị hư lên các bạn ạ. Khi đến phấn thì chúng ta sẽ cần chạm màu phấn và vỗ vào tay để nó không thể nào mà đậm hơn nữa. Đánh phấn này các bạn phải đánh cho đều nha. Nếu đánh không đều thì mặt nó sẽ xấu lắm đó. Và mình sẽ chuyển tiếp qua bước thứ tư nha. Bước thứ tư sẽ là đánh mắt. Nếu đánh mắt thì vào buổi tối thì có thể đánh những màu sáng để có thể là mặt của mình sẽ sáng và đẹp hơn. Mình sẽ đánh màu cam nha. Khi mà đánh mắt thì chúng ta cũng phải vỗ vào tay nhé, như các bạn chạm vào màu mắt nhiều quá. Các bạn chú ý đến mắt mình vòng cung nha. Mắt của mình đã đẹp rồi. Và
bước tiếp theo mình sẽ làm gì các bạn nhỉ? Nếu như các bạn thích thì có thể tắm mắt nước cũng được, nó sẽ giúp mắt của chúng ta đẹp hơn nha. Các bạn chú ý tắm rửa giữa, sau đó lùi về phía sau. Một bên mắt của mình đã đẹp rồi, và bên thứ hai bạn con cũng có đẹp hơn nha. Wow, hai bên mắt mình đã đẹp rồi các bạn ạ. Và nếu như thiếu một bước nữa thì mặt mình sẽ ra như thế nào các bạn? Mình sẽ kẻ lông mày. Kẻ lông mày thì các bạn cần chú ý hơn. Kẻ lông mày khi mà chúng ta kẻ có lúc mà đậm, có lúc nhờ quá trình mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kẻ lông mày nữa nha. Chúng ta cũng sẽ ra từ còn ở giữa ngoài. Mình sẽ lấy một cái cọ quét vào lông mày để có thể lông mày của chúng ta đẹp hơn nha. Vậy là bên lông mày của mình đã hoàn chỉnh rồi. Và bên này không biết có hoàn chỉnh không ta? Các bạn thử xem thử nha. Lấy cái này và vớ bên lông mày, sau đó đồ lại nha. Đây là hai bộ lông mày của mình đã hoàn chỉnh rồi các bạn ạ. Vậy bước thứ bảy chúng ta sẽ đánh má hồng. Rất là nhiều bạn biết đánh má hồng rồi đúng không? Má hồng thì có nhiều loại đẹp lắm. Mình sẽ chọn màu mà có những cái liêm tiết nha. Đánh má hồng cũng phải phủ vào tay để coi thử má hồng của mình đậm hay là nhờ. Cười để biết khuôn mặt của chúng ta đánh mắt hồng có hợp hay không.
Rồi, bước thứ 7 đã xong rồi. Đó chính là son môi. Cái son môi này thì các bạn muốn màu gì cũng được. Màu các bạn yêu thích, các bạn có thể lấy màu đó và tô lên môi của mình nha. Tuy nhiên mình thì mình thích màu cam đào lắm. Mình tô cam đào, không biết cam đào có đẹp hay không nhỉ? Rồi, các bạn thấy màu cam đào của mình có đẹp hay không? Và khuôn mặt của mình đã hoàn chỉnh rồi. Nếu như các bạn nào muốn dán mi thì có thể dán. Và hôm sau có thể nói mình để mình phát thêm và đảo một kiểu dán mi nữa. Và khuôn mặt của mình đã hoàn chỉnh. Nếu như các bạn thích thì hãy đăng ký và subscribe ở dưới cho mình có thể biết nha. Và các bạn ơi, nếu như các bạn trang điểm đi đâu, các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết và lần sau mình sẽ làm thêm một video nữa nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Trong Tiên Sa Media, thăng hoa giá trị thương hiệu của bạn.